Rồi giờ mình xin giao lưu kế tiếp có mã số là 669. 669 là một cây trắc, trắc dây hay còn gọi là trắc gai nha cả nhà. Lá nhỏ luôn. Cây này mình chơi bonsai là ok. Cây này có lũ rinh luôn. Cây này cũng bán thành phẩm rồi cả nhà. Cây này có hoành là 34, cây cao là 60, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 42. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 1.500k bao ship không chậu nha. 1.500k bao ship không chậu. Là một cây trắc. Trắc bonsai nha. Đây, cây có lũ rinh luôn. Cây này về mình dựng đỉnh lại thêm nữa nha. Một ngàn 500k bao ship không chậu. Cây này mạch sống rất là khỏe luôn, lũ âm thân luôn nha. Đây, lũ âm thân luôn. 1.500k bao ship không chậu nha. Rồi giờ xin qua cây này luôn.